chào các bạn. Trong video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn các cây lược kiểu tóc chải tầng thấp bình dân cho học sinh trên nền tóc dày mà mượt nha các bạn. Đó, các bạn thấy ở dưới phần đuôi gáy nó có ba cái đuôi luôn các bạn. Cái này chút nữa chúng ta cây lược móc cực luôn đó. Rồi, ở đây tôi cắt cái kiểu tóc này bằng cách cây lược trước và tỉa sau các bạn. Thì cách cây lược thì cũng đặt lược song song với da đầu và hướng cái đầu ra răng lược ra ngoài về phía chúng ta 35 độ và cũng cắt tông lên nha các bạn. Đó, cũng vừa cắt và vừa xóa luôn, phá luôn cái tầng khớp đó các bạn, và xả những cái ngọn tóc ở phía trên cho nó ngắn lại, cho nó ôm cái nền tóc xuống các bạn. Rồi cũng vuốt chân viền và chân mai cho nó mượt chân luôn các bạn. Rồi chấn viền trước và viền bành tai luôn. Ok, lượt chỉnh sửa lại những cái tóc mà chân viền cho nó mượt luôn. Rồi ở phía sau cạnh bành tai bên trái này các bạn, tôi cũng kê lược, đặt lược song song với da đầu và hướng đầu răng lược ra ngoài và cũng cắt tông lên các bạn, cũng vừa cắt vừa phá luôn tầng khớp và xả ngọn phía trên luôn các bạn. Đó, cho cái nền tóc nó ôm xuống cho nó đều các bạn. Rồi vuốt lại phần chân viền ở dưới phía sau cạnh bành tai luôn các bạn. Cây lược chỉnh sửa lại cho nó mượt luôn, cho nó đều hết. Rồi chúng ta cũng chấn viền luôn nha các bạn. Chấn viền và vuốt chân viền cho nó mượt luôn. Đó. Rồi ở phía sau đuôi gáy các bạn, ở dưới chân viền ở phần gáy này, phần ót, chúng ta cũng kê lược và chúng ta cũng cắt lên tương tự các bạn, cũng hướng đầu răng lược ra ngoài và chúng ta cắt tông lên các bạn, cũng vừa cắt vừa phá luôn tầng khớp luôn. Và xả những cái ngọn tóc già ở phía trên đó cho nó ôm nó mượt xuống các bạn. Cái tóc này các bạn nhìn thấy ở dưới cái phần đuôi gáy, các bạn nhìn thấy em trai này cái ốm nên nó có cái đường hõm chính giữa cái phần ót các bạn, với hai bên cạnh đó. Nên nó nhìn gió các bạn nhìn thấy nó giống như có ba cái đuôi. Cái này chúng ta vuốt lại nó hơi cực đó các bạn, tại vì nó hõm quá. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái phần chân viền ở dưới đuôi gáy luôn các bạn, ở dưới đuôi ót luôn. Đó. Rồi hai cái cạnh bên ót và cái sống hõm chính giữa của cái ót các bạn, chúng ta nghiêng tông chúng ta vuốt nha các bạn. Và đi nguyên lưỡi tông thì nó bị ăn hai bên chính giữa, nó không ăn nha các bạn. Bạn nghiêng tông. Rồi chấn viền ở dưới đuôi gáy luôn các bạn. Giờ vuốt lại cái nền tóc phía trên cho nó mượt luôn, cho nó đều luôn. Rồi ở đây tôi di chuyển cái máy quay ngang để cho các anh chị và các bạn nhìn thấy cái cách mà phá tầng khớp ở phía sau phom sau các bạn. Đó, kê lược và chúng ta cũng phá đi cái tầng nó còn đó các bạn, cho nó mượt xuống luôn. Rồi cũng kê lược và cắt đuổi những cái ngọn tóc phía trên, bạn kêu cắt xả những cái ngọn tóc phía trên cho nó ôm xuống. Đó, cho nó đều hết. Thì đó các bạn cũng nhìn thấy cái tóc này kê lược vô, chúng ta nhìn thấy cái ngọn tóc nào mà nó dài đó, chúng ta cắt những ngọn tóc dài đó các bạn, đừng cắt sâu quá nó sẽ bị lõm vô. Rồi ở phía sau cạnh bên tay bên phải này cũng tương tự các bạn, cũng kê lược và cũng cắt lên các bạn, và các bạn cũng canh cho nó đối xứng với cái bành tai bên trái phía sau bên kia nãy. Thì ở chân viền các bạn cắt lên tầm một phân, thì bên đây các bạn cũng phải kê lược cắt chân viền lên tầm một phân và các bạn đi tông lên, và cũng vừa chấn viền và vừa phá luôn tầng khớp và xả luôn cái ngọn tóc phía trên cho nó ôm cái nền xuống các bạn.
thì cắt tới đâu cũng chấn viền tới đó cho nó sắc nét, cho nó hoàn chỉnh các bạn. Khi chúng ta đi xong giáp cái vòng phun đầu coi như chúng ta đã hoàn thành cái phần chân viền, khỏi mất công quay lại chỉnh sửa chân viền các bạn. Rồi ở phía trước cạnh bình tai và phần mai này các bạn cũng kê lược và cũng canh đối xứng với cái phần bên sai bên trái nãy nha các bạn. Bên trái nãy thì chúng ta canh từ chân viền lên tầm khoảng 1 phân, thì ở bên phải này cũng vậy nha các bạn, tính từ vành lỗ tai nha. Rồi cũng kê lược và chỉnh sửa lại cái nền chân viền cho nó mượt, cho nó đều luôn các bạn. Rồi vuốt lại cái phần chân tóc ở dưới cái mai các bạn, cho nó mịn luôn, cho nó xanh đều luôn. Thì ở cái video clip này tôi cũng chỉ chia sẻ thôi các bạn, nếu mà các anh chị và các bạn thấy có hữu ích thì áp dụng, còn không thì tham khảo, ủng hộ xem chơi cho vui. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Rồi ở phía trước cái máy này các bạn, cũng có nhiều cách cắt nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể trải lượt xuống và dùng kéo bén cắt máy, và cũng có thể kẹp tay vô tóc và dùng kéo bén cắt máy. Ở đây tôi sử dụng bằng tông đơ, tôi cắt luôn các bạn. Đó, cái phần máy này các bạn cũng nhìn thấy cái tóc này nó tơ, nó mượt mà nó đổ xuống không các bạn, chảy không lên đó. Đó các bạn nhìn cái máy nó đổ xuống dưới trán giống như là cái máy hiên luôn đó. Các bạn chảy nó lên hồi nó cũng đổ xuống như trang vậy. Cho nên cái phần máy này chúng ta cắt hơi ngắn xíu và cao hơn chân mày xíu, để khi mà nó đổ xuống nó không có bị phủ mắt. Rồi ở phía bên trái các bạn cũng kê lượt, và các bạn cũng cắt lại cái phần máy cho nó đều, và các bạn cũng chải cái tóc về bên đó. Đây các bạn xoa những cái ngọn tóc dư luôn các bạn. Rồi cũng xoa ngọn ở phần phía trên đỉnh cho toàn bộ, cho nó đều hết luôn nha các bạn. Đó, bạn chải lượt vô và nâng tóc lên vuông góc với da đầu, và nhìn cái ngọn tóc nào mà dài nhất các bạn cắt hết, cắt đều hết là các bạn chải xuống, các bạn nhìn thấy cái nền tóc nó mượt à. Nhưng mà các bạn đừng cắt sâu quá, sâu quá nó bị lõm chõm, nó các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng cái tóc nó xấu đó. Đó, rồi chải xuống các bạn nhìn thấy đó, nó mượt đó. Rồi các bạn, chúng ta cũng đã đi xong cái phần tông ở cái phần chân viền và cắt máy các bạn. Ở đây tôi sử dụng cái kéo tỉa, tôi tỉa lại những cái ngọn tóc ở xung quanh cái phần đầu và ở trên phần đỉnh của máy, để cho cái tóc nó tơi bớt và nó mềm mượt hơn, nó ôm xuống các bạn. Đó, để cũng cái tóc này thì nó bung đó các bạn, nếu mà các bạn tung tỉa vô sâu quá nó bung liền á, nên chúng ta chỉ tỉa ở cái phần ngọn tóc thôi các bạn, tỉa một chỗ một hai kéo và chúng ta đi cho giáp cái vòng phun đầu luôn. Thì trước mắt thì các bạn nhìn thấy nó mượt vậy đó, chứ thực tế cái tóc này các bạn trải nghiệm mà các bạn tỉa trước rồi các bạn cắt lại là cái tóc nó bị nát tóc hết các bạn. Tại vì nó mượt thiệt nhưng mà cái cấu tạo chân tóc này nó bung nha các bạn. Rồi tới đây thì tôi cũng cạo viền là cái bước cuối cùng để hoàn thành kiểu tóc nha các bạn. Và cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm ủng hộ theo dõi kênh của tôi trong thời gian vừa qua. Cũng chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Nếu thấy video có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những video mới tiếp theo. Rồi cái chân viền này nãy chúng ta cũng đã chấn bằng tông rồi, nó tương đối sắc nét các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cạo lại cho nó sạch cái tóc con ở dưới là cho nó mượt là xong rồi các bạn. Chấn luôn, cạo luôn cái phần tóc con ở dưới sau óc các bạn, ở dưới đuôi gáy cũng chấn luôn cái viền đó luôn các bạn, và cũng đi luôn cho nó giáp cái vòng khuôn đầu luôn. Tôi ở đây tôi đi luôn cho nó giáp luôn, khỏi mất công di chuyển camera tới lùi, những video trước nó cũng hơi mất thời gian các bạn. Rồi tôi cũng chải cái tóc này lại cho hoàn chỉnh để kết thúc cái video luôn các bạn. Rồi cắt tóc thì thợ cắt thì mỗi người mỗi cách nha các bạn, 9 người thì 10 ý. Video thì tôi chia sẻ cách cắt của tôi là vậy, còn xấu đẹp thì cũng do cái nhìn khách quan của mỗi người nghe các anh chị và các bạn. Thì các bạn có ý kiến nào hay hơn thì có thể để lại bình luận bên dưới để tôi sẽ làm tốt hơn những video tiếp theo. Rồi đây là cái kiểu tóc chải tầng thấp bình dân cho học sinh nha các bạn.
rụng trắng viền vành tai và viền đuôi gáy luôn các bạn. Rồi tới đây thì tôi cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.